Đâu đâu. Khoan khoan, quay cận cảnh cái. Ấy dạ. Ủa, nó trốn rồi thấy không nhỉ? Đó đây. Lát này các bạn nó trốn như này các bạn. Cận cảnh nó trốn rồi các bạn. Rồi nhí lại bắt đây, khoan từ từ. Để coi sát thủ quá nghe anh em. Đây nè, để tao nói không nhảy nha con ếch, thả vô cho cả nhà coi nè. Đây là cái tay không bắt cướp nè, đó giờ không biết bắt ếch luôn nè. À, bắt vô mở tay cũng như chó vậy. Đó, bắt ếch xuống tay nhảy nha các bạn ơi, để không công nó hết thả nha. Đó, nó ếch, ếch bị thuốc mê luôn. Nhầm người lên mình lận ếch bị thuốc mê. Hey, xin chào cả nhà nha. Hôm nay Tân cùng với anh em lại gặp cả nhà mình nữa nha. Hôm nay có sự có mặt của bạn Nhí Bánh Xèo. Hôm nay Tân cùng Nhí Bánh Xèo Củ Tỏi và Đỉnh sẽ đi quay một buổi bắt ếch đầu mùa cho các bạn xem nha. Hôm nay thì Củ Tỏi cũng đặt lo rồi, nãy cũng nghe ếch kêu rồi, giờ này ở tầm khoảng 7 giờ thôi. Giờ hy vọng hôm nay sẽ quay được chiếc lô phẩm nhiều cho cả nhà mình xem cuộc sống ở miền Tây và cái trải nghiệm đi bắt ếch như thế nào, các bạn xem tiếp video nha. Đây, bữa nay Nhí chùm dây, sách vỏ, ếch. Đỉnh bữa nay cũng đem chỉa theo sôi chuột rồi luôn nha các bạn. Chuột à? Ừ. Thôi không đi, thôi không đi, chắc cũng có 6 ký gì. Làm cái ký về rồi. Ở đây mình đi trải nghiệm như là tính nha các bạn ơi. Thầy trao đưa hết cảnh này. Dễ gì thầy. Hãy chào các bạn nha, bây giờ mấy anh em đi các bạn ơi. Mà tỏi nó có ếch gì ngoài vậy kìa. Mới ra tới đó đó hả? Lặn hả? Mình như bạn nhí ra các bạn. Đây, mình nhí cầu lũ. Này sẽ đi. Lặn luôn hả? Ây da. Đâu? Còn thấy không? Thẳng đầu. Sâu quá rồi, sâu ấy. Đây mấy anh em sẽ dùng massage kangaroo kiếm ếch. Tôi bắt, tôi nghĩ bắt. Ơi hết Nhí ơi. Dảnh giò chết Nhí liền. Đu, bạn đang chụp tấm hình cho Nhí ơi. Đợi nha. Đợi nha bạn ơi. Đợi nha, từ Nhí. Đây là nội. Hình. Ghê trời. Nào nào, nhìn nào, nhìn nào chưa. Chụp bên nội. Ừ. Nó bổ sung vô cái tấm này liền. Là hả? Ừ. Chỉa đó. Bữa nay thành thợ luôn rồi các bạn. Đến chuyện rồi. Có một chuyện các bạn ơi, bữa nay thợ Sài Gòn về vườn các bạn. Đây bây giờ mấy anh em sẽ đi gẩu khắp cánh đồng để kiếm ếch các bạn ơi. Bữa nay mấy anh em bắt ếch bằng lo các bạn, tục lo bắt ếch. Bữa nay đỉnh trong vai trẻ thủ. Nhí trong vai sách ếch thủ. Đây cho Nhí mà trải nghiệm bắt ếch này các bạn. Không biết đâu rồi, nó lặn như vậy. Trời đâu đâu chị Nhí vào Nhí bắt rồi. Ngọ luôn hả? Này đỉnh rồi. Này hai người mổ được, lặn rồi. Ừ. Tiếp đỉnh rồi. Lặn rồi, ngọ đây nè. Hình như ở đây nè, ở đây nó có cái từ từ nhé, cho nó đừng có động nữa.
Con ếch nó lặn đó bà. Dưới này, dưới này. Ừ, ghê chưa, ghê chưa nhí. Thấy gì chưa, cao thủ hay gì đó. Hai con, cao thủ. Em chưa, em chưa. Thấy em nhí. Bữa nay lần đầu tiên thấy sao nhí? Đã luôn rồi. Thấy mò mấy gì ba gốc gà không mà tự nhiên dở lên hết trời. Không, nó lặn dưới tại mình đi lại tới nước nước sâu nè. Nó hợp xuống. Bây giờ nó cũng phồn ha. Phồn. Nó hợp xuống mình vuông ha. Nó hợp xuống mà mình đi gọi đạn mà mình thấy nó mà nó hợp cái là mất tiêu luôn á, mình kiếm gặp luôn á. Nhí bắt nhí. Tự tự tay bắt thử đây. Bóp nghe eo hết. Đi đường trong ra ra đi vòng 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 bên kia đi nó nè. Không. Thấy ngồi trong ngóc rõ ràng. Ếch giả các bạn ơi. Ếch phay. Ếch chung. Ếch phà ke. Phà ke. Thả đi. Cộng trời. Ủa nó có vô hàng không? Cái gì? Phải không đỉnh? Cóc nữa hả? Nhìn cái kỹ đi. Con mình chứ ai? Nó thấy bên kia bắn qua đó. Tụp các bạn ơi. Về miền Tây mới thấy cảnh này các bạn ơi, bắt ít đầu mùa. Mắt nó sáng. Hả? Mắt nó đỏ đỏ gì nữa. Nó ổng gọi đèn nó không biết mình thua. Không quen. Dưới con mắt ổng nhìn xa anh. Trời trời trời, bắt dính ít nái rồi của tới ơi, ít nái của mình. Tới một chuyện rồi. Hả? Đúng rồi. Nghe có không nữa. Nghe kêu tắt đèn đi rồi. Trời ơi, lết của mình. Tao ngược không dài nữa chứ về. Nghe chân chỗ nghe gốc. Gốc. À, nghe gốc luôn đó. Trời ơi. Tao chỉ dựng năm gốc dạ gốc cho không bao. Kêu gì hết trơn trời. Gặp ếch lai nha Học ơi. Gặp ếch lai nha Học. Lụm ếch lái trời. Ếch nó mới đã nó trứng không á. Bữa nay định ngon mắt đỡ rồi kìa. Tưởng đâu bữa nay khỏi sơ hết là khỏi khỏi cần nhắm mắt. Đâm. Mới phá. Cụ tỏi phát hiện hết các bạn. Đây nè, cho nhí bắt này được luôn nè. Khoan khoan, quay cận cảnh cái. Ây da. Nè nó trốn rồi thấy không nhí. Nó lát này các bạn nó trốn như này các bạn. Cận cảnh nó lát nó trốn như các bạn. Rồi nhí lại bắt đây Phan từ từ. Để con sát thủ quốc nghe anh em. Đây nè, để tao nói không nhảy nha con hết thả vô cho cả nhà coi nè. Đây là cái tay không bắt cướp nè, đó giờ không biết bắt ếch luôn nè. À, bắt vô mở tay con như chó. Đó, bắt nó xứng tay nhảy nè các bạn ơi, để công nó hết thả nè. Đó, đó, ếch bị thuốc mê. Nhầm người lên mình lận ếch bị thuốc mê. Đó một chuyện không? Đã trời, thầy Châu đâu thấy cảnh này. Ủa, cũng cũng thường thôi nghe Châu ơi. Thường thôi, ếch vàng vàng. Lâu quá không đi chứ đi lại bắt cũng được á. Xuống tay ha. Bắt nhẹ hả? À. Để hai ngón tay chẳng eo hết đó. Bóp nhẹ vô. À. Người ta biết nhờ dòm ta gọi con nhái ta dòm thấy nữa mình. Yeah. Mình dòm. Thua. Rồi rồi thẳng nó luôn. Mấy anh em phát hiện cò đỏ các bạn. Đập á. Cỏ này đầu nó. Rồi trời nhỉ. Rồi rồi thẳng như đó. Rồi thẳng như đó. Đập đầu á. Đập á, đừng đâm, đập á.
Trời. Rồi, lụm còi. Đập quá dễ hơn đỉnh. Đưa ngay cái đầu nó khỏ xuống là xỉu rồi, chín cò rồi các bạn ơi. Cò đỏ. Cái lý trời. Thấy em không nhờ nhí. Thì bắt hết mà cũng bắt cò, chín cò nữa. Ngã rồi chứ, bỏ đại lên. Còn chắc lắm, hai đôi bình. Nè. Ai chéo mở lại không? Rồi. Trời ơi, là cục cưng đó. Cục cưng. Vô được cò đó bạn. Em. Lên cục mồi. Đỏ dữ lắm rồi nhé. Mập ha. Mập quá. Ừ, cò đỏ mà. Mập nhất. Mập hơn đón nữa. Lấy có lấy có lấy. Cầm đi nè. Buộc đó là đi thịt ăn không? Để đi cầm gì được. Ok, em ha, em ha. Mỏi quá trời mỏi. Lấy. Im lặng. Bay, tự nhiên bay đi luôn, hiền đáp đó. Cò đỏ vậy đó, gọi thẳng trong mắt luôn. Tiếp tục các bạn ơi, vô bé cò đi lạ. Báo báo quá thôi, lại lãng trước mặt chi nữa. Vô hàng quá. Đâu? Đâu? Hả? Anh em đang chia lùng con ếch ở đây các bạn ơi, nó kêu hoài mà không thấy nó. Cồn quá. Này nước cũng hơi sâu. Giống này đi. Nó kêu thấy gì. Đây mấy anh em sẽ đi qua động bên đây để kiếm những vịt lụm các bạn ơi. Vịt bữa nay nó qua đây nó ăn nè. Nãy nó thả con gà lụm được 2 trứng nè. Không quay được, nãy nó đem vô nhà. Đi lụm trứng vịt. Hồi lọt có thằng Tài á, lụm mới nhiều. Lụm như đâu 20 à. Lụm 6 trứng nha. Chưa lụm 6 trứng. 6 trứng nha. Trọng lông vịt gọi xa xa tưởng trứng vịt không. Lại đây, lại đây cho trải nghiệm cái này nè. Tới một chuyện, tới một chuyện. Lại đây, đi thẳng đường nó luôn. Thấy gì không? Đúng rồi, này hình vậy ta. Lụm nửa trứng vịt các bạn ơi. Đêm cũng có trứng vịt nữa trời. Em. Điên luôn đấy các bạn. Nào mới nhắc cái mọt này. Em. Thầy Châu luôn đấy kênh này. Chán thì chứ. Chán thì chứ. Tại thì nó không gất đâu. Nhẹ bởi ổn. Lâu lâu. Này ếch trứng cò lắm nha. Con cò đã trứng nhà bá rồi của tới. Này bữa nay nhí đủ lẻ luôn. À. Đây vô uống nước rồi chơi uống nước trà luôn. Bước qua nha, đè nha. Vô đó đó, dưới đó đó, đây nè, trước mặt nè. Đây nè. Ở đó đó. Để ra giờ nè. Thôi nhỏ cho nó sống đi. Để bỏ đi. Chết. Trong đó đó. Nó chơi với mấy con đó giờ bữa xạ thì nó quất lúa banh hết luôn. Hai giờ em dưới đó đó mất tiêu luôn trời. Lại dưới đó đó. Này ha. Ui, em mất rồi. Này mấy anh em phát hiện công nhùm các bạn ơi. Cây cầu còn vinh cỏ luôn đó. Cái chỗ cái ổi á. Đây nè. Ôi chuột chạy lên nó nhóc luôn. Đập đập á cho nó ra qua bên này chống nè. Vô hang quá. Này hai ba con nãy mới chạy lên đây luôn nè.
mấy chỗ này nữa bơm. Ở đây nè, nãy có con vô đây nữa nè, mấy con chuột bự nhỏ. Nãy thấy chạy rung rinh cỏ đây luôn nè. Đây, cháu Khải bắt được con cua các bạn ơi. Thôi thả đi coi, cua này nó đẻ. Cua đang đẻ, thả đi. Phóng sinh. Cua này nó đang đẻ các bạn, một cái nha. Hả? Không nổi. Chứ kiếm cái đầu con mắt ếch không rồi. Trời ơi, trời con mắt ếch đâu bằng con mắt nhìn nhện nổi. Hay thiệt. Trời ơi, vậy? Để bà hết đi. Trời ơi, ếch nhảy lưng tưng lưng tưng. Ba con, ba em ếch rất là đẹp. Tiếp tục chương trình các bạn ơi. Vui là chính nha cả nhà ơi. Số lượng không quan trọng, tại mấy anh em bắt tới khoảng 11 giờ mấy anh em về rồi. Bắt quay clip cho cả nhà mình xem cái hoạt động thường niên ở miền Tây thôi chứ. Chứ còn bắt số lượng phải đeo tới sáng rồi các bạn. Chịu không nổi đâu. Cả nhà mò lại đi học. Mấy anh em nãy giờ thấy con hết ở đây mà. Mò lại đi, căng ngang mò lại đi. Mấy ông này nói lội động không, 800 anh em mò hết các bạn. Mò gặp quá chứ phải không đâu. Chi tiền chú ếch. Có nó qua đây. Chở động cái nó qua đây. Đây mấy anh em đã phát hiện nó kêu đây các bạn. Ở đằng góc vườn nè mà hồi có con hết kêu á. Định vị nó ngay khúc nào chưa? Mổ này có không? Giờ. Nằm đó luôn hả? Cỏ luôn hả? Rồi nằm trong cỏ. Trời ơi, trời nằm trong cỏ. Trời nằm đây nãy giờ kiếm phải. Ê. Đi mò xuống luôn chưa? Ê, chuyện thiệt. Ủa nãy mấy con này? Nè biết. Đây còn hai con đó thôi mấy con này. Nó nằm ở đây nè. Ủa vậy? Đây hết quá đẹp luôn, nhà ươm luôn. Đẹp. Ừ. Trời ơi, nó nằm trên cỏ như này không thấy luôn. Ừ. Quá đẹp luôn. Nè. Nó nằm trên cỏ này luôn nè. Ừ. Trời. Hai em bằng hên thì chứ, kiếm nó nãy muốn khùng luôn hết quỷ này. Kêu quá mày. Bái không dịch luôn kìa. Mấy con cỏ đẻ luôn đi. Đẻ luôn đó, đẻ trứng luôn đó. Rồi. Dưới dưới từ từ. Lâu đường con rung quá. Rung quá. Đấy đã rồi. Đấy. 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 Đấy sao khỏi anh. Có cái rô nè. Lượm cái rô luôn. Hay là cho rô hết mà không thấy thì lượm cái rô. Trời. Đang gấp vườn mà hồn có một con ếch cũng chắc cũng bự hơn ếch này à. Dạ là. Kêu tiếng em hơn, lớn hơn. Mà mấy con kêu lớn hết bỏ. Mới em chịu. Quá đã rồi mà. Bây giờ lộ bỏ rồi nhớ. Tiếng rưỡi rồi đó. Nhảy đi, nhảy đi.
Nãy giờ được 5 con hết nha các bạn ơi, đây 4 con với bên hộp con nó là 4 con, 5 con. Đấy, quá đã. À, chào các bạn nha, bây giờ mấy anh em vô các bạn ơi. À, giờ này cũng khuya rồi, mấy anh em chắc có lẽ là kết thúc clip tại đây. Củ Tỏi sẽ ở lại chiến đấu đêm khuya luôn các bạn. Củ Tỏi bỏ tới sáng luôn á. Mấy anh em về, hy vọng ở nhà mình xem clip vui vẻ nha. Được hôm nay được nhiêu đây mình đem về mình làm biển thôi. Còn bữa nay đi thấy em dắt sao vậy em không? Quá rồi. Tới không chịu. Đây, đây thêm muôn chuột cống 5 con nữa các bạn ơi. Sao bắt? 5 con đó. Kéo đuôi nó ra đập thôi. Còn dễ không? Dễ. Để đây để bữa nào đào luôn có tỏi đây. Kéo đuôi ra cỏ nữa, kéo đuôi ra đập nữa. Bị bắt kia đó mà sư phụ. Cầm cái đuôi kéo ra đập. Con kia nó ra, đâm nó kêu ra nó rút ra nữa. Còn dễ đâu? Dễ không đính đi đâu còn. Cầm nó lại bóp bóp. Là con dễ. Được, đè cái lấy chĩa đè đầu đó. Xíu nữa. Ờ. Tại cũng nhầm ha, nhầm lứa 17 em học trời. Nắm đuôi rút ra từng bị rồi nên em học không chơi đó chiêu nó nữa. Đấy, có hết trong này kêu kìa. Nó chơi nó kêu cái gì? Có hết kêu cái bên luôn nè, Củ Tỏi. Nó kêu rồi. Bắt đầu luôn đi. Nó. Mẹ, đây nè, đây nè. Mày kêu rồi. Cái con cũng dùng bụi chứ. Con hết trong này kêu kìa. Lâu do họ nó chưa đìa kêu. Này chuột nhóc luôn trời. Giờ tới nhà chuột nhóc các bạn không? Giờ nó chạy kìa. Cái này Củ Tỏi mà xả lúa một cái một ngon nó luôn. Ừ. Nào mấy anh em đi tổng lực lượng đi đập chuột bữa. Giờ mấy anh em vô các bạn ơi. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Bây giờ hẹn gặp lại cả nhà trên kênh của Nam Tươi trên những clip mới nha. Chào bạn nhí. Trong giây sắc ếch. Nhà cũng phê rồi các bạn. Nhiều mấy anh em về. Nhà mình thấy hay nhớ đăng ký kênh và theo dõi bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mấy anh em nha các nhà. Hết để mình mò.